Quả báo của Bát Tà Núp Xá Tích Ví Hà Đả Ví được tóm lược những điểm chính như sau: Một thổi nọ Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa chê Ta Pha ná gần kinh thành Sa Vát Thí. Khi ấy Đại Cần Sự Nữ Ví Sa Kha cùng với các bạn và đoàn thuộc hạ đông đảo đều trang điểm lồng lẫy có ý định đi du ngoạn công viên đại cần sự nữ ví sa kha trang điểm với đồ trang sức tấm choàng Maha ha cùng với 500 người bạn gái và đoàn thuộc hạ ngồi trên xe đang trên đường đi đến công viên bà ví sa kha nghĩ rằng ta đi du ngoạn công viên có lợi ích gì đâu vậy ta nên đi đến ngôi chùa chê tá vá ná đảnh lễ đức thế tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng rồi nghe Đức Phật thuyết pháp thì hạnh phúc biết dừng nào. Sau khi nghĩ như vậy, đại cần sự nữ Ví Sa Kha dẫn đoàn đi đến gần ngôi chùa. Dừng lại một nơi, bà cởi đầu trang sức, tắm choàng má hai lá ta ra, rồi trao cho một tỳ nữ cầm. Đại cần sự nữ Ví Sa Kha đi vào giảng đường Đánh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp đế độ Đại cần sự nữ ví sa kha cùng với năm trăm bạn gái và đoàn thuộc hạ sau khi nghe đức thế tôn thuyết pháp xong Đại cần sự nữ ví sa kha đánh lễ đức thế tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng xin phép trở về nhà trên đường đi về Đại cần sự nữ ví sa kha bảo cô nữ tỳ trao tấm choàng mahalatta lại cho bà thì cô tỳ nữ thưa với bà rằng kính thưa bà chủ con để quên tấm tròn má ha lá ta tại giảng đường. Con xin phép trở lại giảng đường lấy tấm tròn má lá ta cho bà. Nghe cô nữ tỳ thưa như vậy, đại Cần sự nữ Ví Sa Kha bảo rằng: Này con, nếu con đã để quên tấm tròn má ha lá ta tại giảng đường thì con không nên trở lại lấy nó. Ta sẽ kính dân tấm tròn má lá ta ấy để bán lấy tiền xây dựng ngôi chùa. Đại cần sự nữ Ví Sa Kha đi trở lại đến hầu đánh lại đức thế tôn rồi bạch rằng kính bạch đức thế tôn còn chính dân tấm choàng mahalata trị giá chín mươi triệu một trăm ngàn đồng tiền vàng kính bạch đức thế tôn với số tiền ấy đức thế tôn cho phép con xây dựng một ngôi chùa to lớn thích hợp làm chỗ ở của đức thế tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng nghe đại cần sự nữ vĩ sa kha bạch như vậy đức thế tôn chấp thuận bằng cách làm thinh Kính Bạch Đức Thế Tôn, người có khả năng mua nổi tấm choàng Mahalata này không có. Vậy con xin mua lại tấm choàng Mahalata với giá ấy. Kính Bạch Đức Thế Tôn, con nên xây dựng ngôi chùa tại nơi nào, Bạch Ngài? Đức Thế Tôn dạy Đại Cần Sự Nữ Ví Sa Kha rằng, Này Ví Sa Kha, con nên xây dựng một ngôi chùa gần phía đông cửa thành Sa Vách Thí. Dân lời dạy của Đức Thế Tôn Đại cần sự nữ Ví Sa Kha mua đất rồi xây dựng một ngôi chùa to lớn do Ngài Đại trưởng Lão Má Hà Mốc La Ná trông coi xây dựng ngôi chùa ấy. Một ngôi chùa với lâu đài đồ sộ có hai tầng, gồm có một ngàn phòng. Tầng trên có năm trăm phòng và tầng dưới cũng có năm trăm phòng, thật là nguy nga như cõi trời. Xung quanh ngôi chùa xây cất một ngàn cốc nhỏ riêng biệt vắng vẻ, đường đi kinh hành và đầy đủ mọi tiền nghi khác cho chư đại đức tiền khưu tăng công trình xây dựng ngôi chùa ấy suốt 9 tháng mới hoàn thành làm lễ khánh thành ngôi chùa đặt tên ngôi chùa là Búp ba ra má chi phí thêm số tiền 90 triệu đồng vàng nữa đại cần sự nữ ví sa kha chính dân cúng dường ngôi chùa Búp ba ra má đến chư đại đức tiền khưu tăng tứ phương có đức phật chủ trì đại cần sự nữ ví sa kha và 500 người bạn gái nhìn thấy ngôi chùa búp ba ra Mã, đồ sộ nguyên nga phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ khi ấy đại cân sư nữ ví sa kha nói với các người bạn gái rằng ý mặn ê vá ru bằng bá sa đăng ca rên tí gia văn má gia dạ bu nhăn bá Sú tăng tăng A nú mô đã thả bá tí đà năng vô đầm mí này các bạn gái thân mến tôi đã cho xây dựng ngôi chùa búp ba ra má đồ sộ như một lâu đài nguy nga thế này đã kính dân đến chư đại đức tiền khử tăng tứ phương có đức phật chủ trì nên đã tạo được phước thiện bố thí lớn này tôi xin thành tâm chia phần phước thiện thanh cao này đến cho quý bạn xin quý bạn nên phát sinh đại thiện tâm quan hỷ nhận phần phước thiện bố thí này nghe đại cận sự nữ ví sa kha chia phần phước thiện bố thí đến cho mình nên tất cả những người bạn gái phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ nói lên lời quan hỷ rằng á à hồ sa thú á à hồ sa thú a à hô lành thai a à hô lành thai với đại thiện tâm vô cùng quan hỷ trong nhóm những người bạn gái thân thiết ấy có một người bạn gái phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ đến phần phước thiện bố thí của bạn đại cận sự nữ ví sa kha Vậy sao, người bạn gái thân thiết của đại cần sự nữ Visakha chết. Đại thiện nghiệp quán hỷ phần phước thiện bố thí của đại cần sự nữ Visakha cho quả tái sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ cao 16 do tuần, tỏa ra ánh sáng 100 do tuần. Có hồ nước rộng lớn, nhiều hoa sen, hoa súng đủ loại, rất xinh đẹp lạ thường. Một hôm nọ, Ngài trưởng lão Anu Rút Thá bay lên cõi trời tam thập tam thiên nhìn thấy vị thiên nữ bạn thân của đại cận sự nữ ví sa kha nên hỏi rằng này thiên nữ cô có thân hình rất xinh đẹp hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng như ngôi sao sáng trên hư không có các tiếng nhạc trời réo rắt có hương trời tỏa ra quanh cô này thiên nữ tiền kiếp của cô khi ở cõi người cô đã tạo đại thiện nghiệp như thế nào mà nay kiếp hiện tại này là vị thiên nữ có nhiều quái lực như vậy. Nghe ngài trưởng lão Anuruddha hỏi như vậy, vị thiên nữ quan hỷ bạch với ngài trưởng lão rằng: kính bạch ngài trưởng lão, tiền kiếp của con khi ở cõi người, con là người bạn thân của đại cần sự nữ Ví Sa Kha. Đại cần sự nữ Ví Sa Kha cho xây dựng một ngôi chùa -ba ra má đồ sộ nguy nga như lâu đài, làm lễ dân cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng tứ phương có đức Phật chủ trì còn nhìn thấy ngôi chùa búp ba ra má đồ sộ nguy nga được dân cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng mà có kính trọng nên còn phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ phước thiện bố thí cúng dường ấy khi ấy đại cận sự nữ ví sa kha vô cùng quan hỷ nói với chúng con bạn của bà rằng này các bạn gái thân mến tôi đã cho xây dựng ngôi chùa búp ba ra má đồ sộ như một lâu đài nguy nga thế này đã kinh dân đến chư đại đức tỳ khưu tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì nên đã tạo được phước thiện bố thí lớn này. Tôi xin thành tâm chia phần phước thiện này đến cho quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại thiện tâm quan hỷ nhận phần phước thiện bố thí này. Khi ấy còn là một trong nhóm bạn của Đại Cận Sự Nữ Ví Sa Kha. Còn phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ nói lên lời quan hỷ rằng A-hô à sa thú, A-hô sa thú, A-hô lành thay, A-hô lành thay với đại thiện tâm vô cùng quan hỷ. Kính bạch ngài trưởng lão, sau khi tiền kiếp của con chết, đại thiện nghiệp quan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Ví Sa Kha ấy cho quả tái sinh, làm thiên nữ trong lâu đài đồ sồ nguy nga tráng lệ tại cõi trời tam thập tam thiên này. Còn có ánh sáng hào quang sáng ngời Tỏa ra khắp mọi phương hướng. Các thiên nữ khác hầu hạ đàn ca múa hát. Xung quanh lâu đài có các nhạc trời réo rắt, các hương trời tỏa ra thơm tho có hồ nước lớn với nhiều loài hoa sen hoa súng xinh đẹp có khu vườn với nhiều loài cây có quả quanh năm suốt tháng kính bạch ngài trưởng lão tất cả những gì mà con đang hưởng trong kiếp hiện tại thiên nữ này đó là quả báo của phước thiện quan hỷ phần phước thiện bố thí của đại Cần sự nữ ví sa kha mà trong tiền kiếp của con đã nói lên lời quan hỷ trong lễ dân cúng dường ngôi chùa búp ba ra má đến chư đại đức tỳ khưu tăng tứ phương có đức phật chủ trì ngay vì thiên nữ bạch về tiền kiếp của cô đã phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cần sự nữ ví sa ca nên kiếp hiện tại là vì thiên nữ như vậy ngài trưởng lão anuruddha hỏi về đại cần sự nữ ví sa ca xin cõi trời nào rằng này thiên nữ cô có được những quả báo của đại thiện nghiệp đáng hài lòng này là nhờ phước thiện quan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cần sự nữ ví sa kha vậy xin cô nói cho biết sau khi đại cần sự nữ ví sa kha chết Đại thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới nào vị thiên nữ bạch với ngài trưởng lão anuruddha rằng kính bạch ngài trưởng lão sau khi đại cần sự nữ ví sa kha là bạn thân của con chết đại thiện nghiệp cho quả quá sinh làm vị thiên nữ ví sa kha trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua trời xứ niêm tá trên cõi trời niêm ma ná quá lạc thiên còn các quả báo của đài thiện nghiệp của đại cần sự nữ ví sa kha thì con không thể nào biết được kính bạch ngài trưởng lão còn đã bạch cho ngài biết sau khi đài Cần sự nữ ví sa kha chết đại thiện nghiệp cho quả quá sinh làm vị thiên nữ trong cõi trời niêm ma ná là đúng sự thật như vậy dẫn vị thiên nữ cõi trời tam thập tam thiên biết vị thiên nữ ví sa kha cõi trời quá lạc thiên bằng cách nào đáp vị thiên nữ ví sa kha từ cõi trời quá lạc thiên hiện xuống thăm vị thiên nữ cõi trời tam thập tam thiên nói cho biết về cõi trời của mình khi ấy cô thiên nữ bạch thỉnh cầu ngài trưởng lão Anu thá rằng kính bạch ngài trưởng lão khi ngài trở lại cõi người kính xin ngài khuyên dạy mọi người nên có đức tin trong sạch nơi tam bảo đức phật bảo đức pháp bảo đức tăng bảo tạo phước thiện bố thí đến chư đại đức tỳ khưu tăng nên lắng nghe chánh pháp của đức phật bởi vì suối đun lá phô lá thu, manus xá la phô được sinh ra làm kiếp người là điều khó lắm đã được làm người rồi thật vô cùng diễm phúc gặp thời kỳ đức phật gotama đã xuất hiện trên thế gian đức pháp bảo và đức tăng bảo đã xuất hiện trên thế gian xin quý vị phát sinh đại thiện tâm có đức tin trong sạch nơi tam bảo đức phật bảo đức pháp bảo đức tăng bảo tinh nghiệp và quả của nghiệp cố gắng tạo mọi phước thiện bố thí cúng dường đến chư thánh tăng thanh văn đệ tử của đức phật có bốn bậc thánh nhân là phước điện cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được cho nên những thí chủ nào tạo phước thiền bố thí cúng dường những thứ vật dụng cần thiết đến chư đại đức tỳ cưu tăng dù ít dù nhiều Chắc chắn những thí chủ ấy được phước thiện bố thí lớn lao vô lượng, có quả báo lớn lao vô lượng, cũng như như nước biển đại dương không thể biết được số lượng nhiều bao nhiêu. Sau khi những thí chủ ấy chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Vị thiên nữ đã hưởng được mọi quả báo thật đáng hài lòng của phước thiện quang hỷ phần phước thiện bố thí của đại cần sự nữ ví Sa kha nên cô nhắn lời khuyên bảo mọi người nên có đức tin trong sạch nơi tam bảo đức phật bảo đức pháp bảo đức tăng bảo nên tạo phước thiện bố thí những thứ vật dụng cần thiết đến chư đại đức tiệt khưu tăng để có được nhiều phước thiện vô lượng của quả báo cũng vô lượng được hưởng sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai đặc biệt còn làm duyên lành để giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Vua Trời Sắc Cá bạch hỏi bốn câu hỏi. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tả Vá Ná, gần kinh thành Sa Bách Thí. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Cá ngự cùng đoàn chư thiên đông đảo đến hầu đánh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn truyền hỏi Đức Vua Trời Sắc Cá rằng, Này Thiên Dương, do nhân nào mà thiên dương ngự đến cùng với đoàn chư thiên đông đảo như vậy đức vua trời sát cá bạch với đức thế tôn rằng kính bạch đức thế tôn toàn thể chư thiên hồi hộp đàm đàm với nhau có đặt ra bốn câu hỏi mà suốt mười hai năm qua không một vị nào có khả năng giải đáp được đó là nguyên nhân mà con ngự cùng với đoàn chư thiên đến hầu đánh lại đức thế tôn như thế này kính bạch đức thế tôn có bốn câu hỏi một trong tất cả các sự bố thí, bố thí nào bậc thiền trí gọi là bố thí cao thượng nhất; hai, trong tất cả các loài dị, thứ dị nào bậc thiền trí gọi là thứ dị cao thượng nhất; ba, trong tất cả các sự quan hỷ, hỷ lạc nào bậc thiền trí gọi là sự hỷ lạc cao thượng nhất; bốn, sự diệt tận mọi tham ái, tại sao bậc thiền trí gọi là cao thượng nhất? Nghe Đức Vua Trời sát cá bạch hỏi bốn câu hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, Này Thiên Dương, Như Lai đã tạo đầy đủ trọn vẹn ba mươi pháp hành ba la mật, đã trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, cốt để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả chúng sinh như Thiên Dương bây giờ. Xin Thiên Dương lắng nghe Như Lai giải đáp. Một, trong tất cả các sự bố thí, thì pháp thí là sự bố thí cao thượng nhất. Hai, trong tất cả loại gì thì pháp gì là gì cao thường nhất? Ba. Trong tất cả các sự hỷ lạc thì pháp hỷ lạc là cao thượng nhất. Bốn. Sự diệt tận mọi tham ái là cao thường thật sự bởi vì trở thành bậc thánh A ra hán giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật thuyết câu kệ Thâm Mã Bá Đá Gà Tha số 354. Sắp Bá Đà Năng tham mã đa năng chí na tí sáp bá rá sang tham má rá sồ -so, chí na tí sáp bá rá tin tham mã rá tin chí na tí tăng bát khá vô sáp bá đúc khăn chí na tí pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố thí pháp gì là cao thượng hơn tất cả mọi thứ gì pháp hỷ lạc là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ lạc sự diệt tận mọi tham ái trở thành bậc thánh a ra hán là cao thượng thật sự vì giải thoát mọi sự khổ tử sinh luân hồi trong tam giới giảng giải sắp bá đà ná tất cả mọi sự bố thí sự bố thí cúng dường những tấm y quý giá những vật thực ngon lành những chỗ ở đầy đủ tiền nghi những thuốc trị bệnh hay vân vân thuộc về a mỹ xá đà ná sự bố thí cúng dường các vật thí này đến đức phật chánh đằng giác đến đức phật độc giác đến chư thánh thanh gian giác dần vân những phước thiền bố thí đều thuộc về am ý xá đà nã các vật thí này sẽ cho quả báo có nhiều của cải đầy đủ giàu sang phú quý trong kiếp hiện tại và vô số kiếp dị lai thâm mã đa nã pháp thí là bố thí chánh pháp của đức phật đó là thuyết dạy chánh pháp đàm đạo chánh pháp sự ấn hành sách học chánh pháp phân phát sách dạy chánh pháp vân vân đều gọi là thăm mã đà ná pháp thí chánh pháp có mười pháp là pháp học chánh pháp đó là học tam tạng ba ly chính pháp siêu tâm giới đó là bốn thánh đạo bốn thánh quả và niết bàn thăm mã đà ná pháp thí là bố thí các chánh pháp của đức phật là nhân phát sinh các loại trí tuệ như trí tuệ thấy rõ biết rõ thật tánh của các sắc pháp danh pháp trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp danh pháp tam giới trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung trạng thái vô thường trạng thái khổ trạng thái vô ngã của sắc pháp danh pháp tam giới trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả niết bàn diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A Ra Hán, Và thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vì vậy, tất cả mọi sự bố thí thuộc về A Mí Sa Đà Na. Các vật thí dù nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với tham mã đa Na pháp thí được. Thật vậy, thí chủ tạo phước thiền bố thí thuộc về A Mí Sa Đà Na chỉ có thể giúp cho người thọ thí bớt khổ trong kiếp hiện tại được sự an lạc có giới hạn mà thôi. Còn bậc thiện tí tạo phước thiện bố thí thuộc về thăm má đa ná. Dù chỉ một bài kệ gồm có bốn câu mà người hiểu biết rõ ý nghĩa bài kệ ấy rồi thực hành đúng theo chánh pháp cũng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, trở thành bậc thánh a ra hán, giải thoát khổ, tử sinh luân hồi trong tam giới. Thật vậy, như trường hợp Ngài Đại trưởng Lão Sariputta, Dũng là Bậc Đại Trí Tuệ, Khi Ngài còn là Tu Sĩ tên ú bát xá Đệ tử của vị Đạo Sư Ngoại Đạo Sang-Cá-Giá. Tu Sĩ ú bát xá không thể tự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. Đến khi Tu Sĩ ú bát xá nghe Ngài Trưởng Lão Á-Xá-Giá Thuyết dạy bài kệ gồm có bốn câu. Mới nghe hai câu đầu Tu Sĩ ú bát xá liền chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh nhập lưu. Cho nên pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí. Sắp ba rã xá, tất cả mọi thứ gì đó là các thứ vị ngon của các món ăn, thức uống của con người hoặc của chư thiên trong các cõi trời dục giới. Tất cả mọi thứ gì ngon bổ dưỡng ấy làm nhân duyên cho chúng sinh về phát sinh tâm tham ái trong vị rã xá tanh hà say đắm trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại Thầm má đã xá pháp gì đó là gì của chánh pháp ba mươi bảy pháp gọi là bồ thí bát khí đã thầm má dẫn đến chứng ngộ dân mỹ tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả niết bàn gọi là chính pháp siêu tâm giới diệt tận được mọi tham ái trở thành bậc thánh a ra hán rồi giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới Đức Phật dạy rằng Xây giá tha bí, bá ha ra đá, Ma ha xá mút đồ, e cá rá lô ná rá sô, vá mê văn, khô, bá ha ra đá, á văn, thăm má vi ná dô, e cá vi mút tí rá A Á dầm bí, bá ha ra đá, á văn, thăm má vi ná dô, e cá vi mút tí rá Này, Bá-ha-ra-đá, như đại dương chỉ có gì duy nhất là gì mặn mà thôi. Này Bá Ha Đa Đá, cũng như vậy, Pháp và luật này của Như Lai chỉ có gì duy nhất là vị giải thoát khổ mà thôi. Cho nên Thâm Mã Rá Xá, Pháp gì đó là Vi Mô Tí Rá Xá. Vì giải thoát khổ là vì cao thượng hơn tất cả mọi thứ gì. Sắp tất cả mọi thọ hỷ lạc là thọ hỷ lạc trong của cải, trong danh vọng trong con cái thành đạt, trong các trò chơi trong đời. Tất cả mọi thọ hỷ lạc ấy làm nhân duyên để cho chúng sinh dễ phát sinh tâm tham ái trong thọ hỷ lạc, sai đắm trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Thầm mã rá ti Pháp lạc như hành giả thực hành pháp hành tứ niệm xứ trong phần thọ lạc niệm xứ hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ của đối tượng thiền tuệ là thọ lạc, xú khá về đá nạc thuộc về danh pháp trí tuệ thiền tuệ phát sinh thấy rõ biết rõ thực tánh của danh pháp thọ lạc trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp thọ lạc ấy thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung trạng thái vô thường trạng thái khổ trạng thái vô ngã của danh pháp thọ lạc sắc pháp ấy dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả niết bàn diệt tận được mọi tham ái trở thành bậc thánh A-ra-hán, hưởng an lạc tịch tịnh Niết Bàn. Niết Bà Năng, Bà Ra Măng xuống Khắc Niết Bàn là pháp an lạc tuyệt đối bởi vì hoàn toàn không còn có khổ nữa. Đến khi hết tuổi thọ, bậc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên Niết Bàn là pháp an lạc, là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ lạc trong đời. thành hát khá giá Việc tận được tham ái thì chỉ có bốn thánh đạo tuệ mới có khả năng đặc biệt diệt tận được tham ái mà thôi. Mỗi bậc thánh đạo tuệ diệt tận được tham ái theo khả năng mỗi thánh đạo tuệ. Nhập lưu thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái trong bốn tham tâm hợp với tà kiến. Cho nên bậc thánh nhập lưu ấy vĩnh viễn không còn khổ tái sinh trong bốn cõi ác giới, địa ngục, asura, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà chỉ còn tái sinh trong bảy cõi thiện giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới nhiều nhất bảy kiếp nữa. Đến kiếp thứ bảy, Bậc Thánh nhập lưu chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái, không còn như sót, trở thành Bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt nước bạn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nhất lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt tận được tham ái loại thu trong cõi dục giới, trong bốn tham tâm không hợp với tà kiến. Cho nên, Bậc Thánh Nhất Lai chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người hoặc cõi trời dục giới một kiếp duy nhất nữa mà thôi. trong kiếp ấy bậc thánh giết lai ấy chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái, không còn dư sót nữa, trở thành bậc thánh a ra hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. bậc lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái loại di tế trong cõi dục giới trong bốn tham tâm không hợp với tà kiến. cho nên bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại trong cõi dục giới mà chỉ còn tái sinh trên tầng trời sát giới phạm thiên vì phạm thiên thánh bất lại ấy chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái không còn dư sót nữa trở thành bậc thánh a ra hán rồi tịch diệt niết bàn trở lại tầng trời sát giới phạm thiên ấy giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới a ra hán thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái còn lại trong bốn tham tâm không hợp với tà kiến không còn dư sót cho nên bậc thánh a ra hán đến khi hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt niết bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới tanh hát khá giá việc tận được mọi tham ái không còn dư sót thì chắc chắn là bậc thánh a ra hán bá đút khá tất cả mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới đều không còn nữa bởi vì bậc thánh a ra hán tịch diệt niết bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới cho nên sự diệt tận được mọi tham ái trở thành bậc thánh A-ra-hán là cao thượng thật sự vì giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Vua Trời Sát Cá thỉnh cầu Đức Phật ban phước Sau khi Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kể như vậy, Đức Vua Trời Sát Cá đánh lệ Đức Thế Tôn bạch rằng Phan Tê, Ê Văn, Chết Thá Kê, na Á, thăm Má Đa Nê, Chết Bách Thăng, âm ha ca bát tin đa bê thá ý tô bát thá giả nô cá thề tòa bát tin đa bê tê kính bạch đức thế tùng phước thiện pháp thí là cao thượng hơn tất cả một phước thiện bố thí khác như vậy đức thế tùng không truyền bảo chư tỳ khưu tăng ban phần phước thiện pháp thí cao thượng ấy cho chúng con kinh bạch đức thế tùng từ nay về sau kính xin ngài truyền bảo chư tỳ Khiêu tăng ban phần phước thiền pháp thí cao thượng ấy cho chúng con bạch ngài nghe lời thỉnh cầu của đức vua trời sắc cá như vậy nên đức thế tôn truyền dạy chư đại đức tỳ Khiêu tăng rằng phích cá vê achadin cá toa mahatham mát xá và năng và ba cá tí cá thâm mát xá và năng và ubani xin ná cá Thằng và an tá mát xu Ý bồ đá năm bí cá thê toa sabasata nằng bát đã đầy và thả này chứ tỳ khưu từ nay về sau các con nghe chánh pháp nhiều hoặc nghe chánh pháp thường ngày hoặc ngồi đàm đạo chánh pháp dù ít nhất nói lời quan hỷ thì các con cũng nên ban phần phước thiện pháp thí cao thường ấy đến cho tất cả chúng sinh Đúng. như vậy bát tý đa nã cú xá lá phước thiện hồi hướng biếu dần phân phát phần phước thiện của mình đến cho người khác và bát ta nú mô đá ná của xa lá phước thiện quan hỷ nhận phần phước thiện của người khác biếu cho dân cho phân phát cho đến mình có liên quan với nhau nếu người thí chủ nào đã tạo phước thiện bố thí đã ná của xa lá rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho tất cả chúng sinh thì người thí chủ ấy có thêm được phước thiện hồi hướng Bát tí đa ná u lá và nếu chúng sinh nào phát sinh đại thiện tâm quan hỷ nhận phần phước thiện của người khác đã hồi hướng đến cho mình thì chúng sinh ấy có được phước thiện quan hỷ nhận phần phước thiện của người khác Bát ta đa cho nên nếu người nào đã tạo phước thiện nào rồi nên hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho nhiều chúng sinh khác thì người ấy càng làm tăng thêm được nhiều phước thiện hồi hướng nữa cũng giống như người có ngọn đèn đang cháy sáng rồi cho nhiều người mồi thắp sáng nhiều cái đèn khác thì ánh sáng đèn của mình không giảm mà còn làm cho ánh sáng lan tỏa rộng thêm nữa. Cũng như vậy, người nào đã tạo phước thiện nào rồi, người ấy nên hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho tất cả mọi chúng sinh thì làm cho phước thiện ấy của mình càng thêm sáng lạc Song phần phước thiện hồi hướng, phước thiện hoan hỷ, phước thiện hoan hỷ, phước thiện hoan hỷ phước thiện quan